Nhìn nè các bạn. Đi đang làm gì đó? Đi đang bỏ cái hô để đi đâu bỏ cái hô vừa có mũ dây để thông thông cái này nè. Thế thì thấy có vui không? Dạ có. Cái này đi gọi là gì đây? Cái lá. Cái lá gì? Liệp. À nhưng mà cái lá gì? Lá khô hay là lá lá tươi? Lá khô. À lá khô đúng không? Rồi thế đi tung cho các bạn xem được không? Đi thấy thế nào? Đấy rồi. Bây giờ đây có thể biểu diễn quay một vòng cho các bạn xem được không? Hồi nãy đi quay bạn thấy rất là đẹp á. Đi có thể biểu diễn một vòng quay cho các bạn xem được không? Ui trời. Đi có chóng mặt không? Đi thấy như thế nào? Được hả? Đi có thấy vui không? Có. Thế bây giờ đi thích làm gì? Đi chơi đi. Được, ba con. Bày đi, đi thích cái nào đi mặc đó. Cao quá. Lọt háng, ý gì à, không lọt háng à. Có hai chân nữa.